Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Oh my god, oh my god, trời ơi trời. Hóa ra là con trứng nổ thú cưng của anh Dịch mấy bạn ạ. Oh my god, mình cứ tưởng là con trứng nổ thiệt chứ. Nó mà lại gần nó nổ mình cái chắc mình chết quá trời. Ok, thì ra đây chính là con trứng nổ, con thú cưng của anh Dịch mấy bạn ơi. Có bạn đã từng xem một cái video gọi là anh Dịch đã thu phục được con trứng nổ để làm thú cưng chưa? Bây giờ tự nhiên mình không biết, hình như là anh Dịch không có vào world cho nên là con thú cưng này nó đi theo mình luôn các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần đi đến đâu là con thú cưng này nó sẽ đi theo mình nữa các bạn. Vãi nồi, bữa vậy. Quên nữa. Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Vùng Đất Chết nha anh em. Ok, thì trong tập trước chúng ta đã làm được gì nào? Thì mình đã xây dựng được một cái vườn táo nữa bạn. Đây, các bạn biết táo này là táo gì không? Bạn nào từng xem tập trước rồi, bạn nào đã xem tập trước rồi chắc chắn sẽ biết đến cây táo này. Thì chính là cây táo kim cương. Và mình với anh Dịch đã nhân giống cây táo này lên và trồng ra được một hàng táo kim cương luôn đó các bạn. Thấy không? Đó, toàn là táo kim cương không á nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái cúp ra, mình lấy một quả táo cho các bạn xem nha. Thì có một số bạn sẽ tò mò quả táo này giúp được gì hay không. Thì cái trái táo này á có thể giúp cho các bạn gọi là chế tạo ra kim cương được. Có nghĩa là một quả táo các bạn có thể chế ra được một viên kim cương. Nghe hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Đây, mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Đây, các bạn thấy viên kim cương không? Một trái táo kim cương có thể chế ra được một viên đá kim cương các bạn ơi. Đó, thấy sướng không? Sướng không? Trời, sướng vãi nồi. Vậy từ nay mình với anh Dịch khỏi cần phải đi đào kim cương mà vẫn có kim cương để xài các bạn ơi. Quá đã luôn, thấy không? Đó. Rồi, bây giờ trong tập này chúng ta sẽ làm gì nào? Thì mình nghĩ là mình sẽ xây một cái hàng rào để mình nâng cấp cái gọi là cái vườn táo kim cương này của mình lên. Và what the hell? Gì đây? What? What the hell, cái gì đây? Ô vãi rồi. Cánh cổng được làm bằng dưa hấu à? Ôi. Ủa, ai xây nè ta? Tính ra là mình đâu có xây này đâu. Hay là ông Dịch vậy? Ê trứng nổ, mày có biết là ai là người xây cổng này không? Mà nhìn mặt mày ngu quá chứ mày không biết đâu. Bây giờ mình nghĩ là cổng này mình vô được không ta? Ôi, nó có cho mình qua được thế giới của dưa hấu không mấy bạn? Tại vì vùng đất chết á là nó đã được chỉnh sửa lại game rồi, cho nên là mình nghĩ rằng nó sẽ có rất là nhiều những cái điều bí ẩn ở trong cái thế giới này. Không biết là có cái cánh cổng dưa hấu thiệt không ta? Ôi, mình thử, mình đi vô thử nha các bạn. Ok, đi vô thử coi. Oh my god. Thiệt luôn á hả? Oh my god, thế giới dưa hấu đây hả trời? Oh what the hell? Sao mình không biết ta? Ui, trời ơi, cái ông mà tạo ra cái map vùng đất chết này xong. Ông hay vậy trời. Ông cài plugin nào mà ông tạo được cái cổng dưa hấu không vậy? Rồi qua đây thế giới toàn là dưa hấu không mấy bạn ơi. Ui trời ơi, xịn vậy. Khoan, mình đang hơi thắc mắc một chuyện nè, là liệu rằng là trái dưa hấu này khi mà chúng ta đập nó ra nó có rơi ra dưa hấu hay không. Nếu mà mình đập nó ra mà nó rơi ra cục đất thì có nghĩa nó không phải là dưa hấu, có thể có nghĩa nó đã lừa mình. Bây giờ mình sẽ thử mình đập nó ra thử nha. Ok, đập nó ra coi liệu nó có rơi dưa hấu không nha. Chứ thấy ở này, mình thấy ở chỗ này là cái cục đất nè, mình nghĩ là cái này cũng là bằng đất luôn chứ không phải bằng dưa hấu đâu, thấy không? Đào bằng sản nè. Ok, đào thử nha. Oh my god, dưa hấu các bạn ơi. Ăn được không? Ăn được luôn. Ôi. Ôi, xịn vậy. Trời ơi. Đâu đâu, để mình đào thêm vài quả nữa coi. Ôi. Dưa hấu luôn nè. Ôi, trời ơi. Trời ơi, vậy là từ nay là mình khỏi cần phải là lo về chuyện thức ăn nữa rồi. Mình cứ qua bên đây mình lấy dưa hấu về mình ăn thôi, khỏi cần lo thức ăn nữa. Ôi trời. Xịn vậy. Ủa, hình như là mấy con cừu đồ trong đây nó không bị biến thành zombie các bạn ơi. Đúng rồi, thế giới này thế giới dưa hấu mà quá yên bình rồi. Hay là mình qua thế giới này mình sống luôn ta? Thôi, không được đâu, qua thế giới này sống luôn thì nó kiểu nó hơi kiểu bị loạn mắt á. Tại thấy tàn là dưa hấu không à. Ôi trời ơi, dưa hấu không hả bạn ơi. Ôi, ê, mình không biết được rằng là liệu chúng ta có thể chế được cánh cổng kim cương, hoặc là cánh cổng vàng, hay là cánh cổng bí ngô không ta? Mình nghĩ là cánh cổng dưa hấu chế tạo được nè. Thì cánh cổng bí ngô chắc chắn cũng sẽ chế tạo được. Rồi sau đó mình sẽ chế thêm cánh cổng lúa coi, không biết có được không ta? Bởi vì nếu mà được thì chúng ta sẽ có được một cái nơi để chúng ta đi lấy thức ăn thoải mái luôn. Ôi xịn thật sự bạn ơi. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi về nhà thử và mình sẽ chế tạo thử một cái cánh cổng bí ngô nha. Ok, đi thôi. Ok, rồi mình về nhà đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi chế tạo thử cánh cổng bí ngô và cánh cổng lúa thôi nha các bạn. Ok, để mình đi vào trong nè. Bây giờ mình sẽ lấy gọi là bí ngô nè, với lại là lúa nè. Đây mình có vài cái khối lúa nè. Ok.
Rồi ok, xong rồi nè. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi kiếm thêm cái khối gì ta? Cái khối gì màu cam cam mà nhìn nó giống cái tấm kính á, mà chúng ta đặt vào trong đây thì nó sẽ tạo được cánh cửa. Mà cái khối tên gì mình quên tiêu ta? Bạn nào nhớ thì hãy bình luận cho mình biết nha, mình quên mất cái khối nó tên là gì rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm cái khối đó và mình sẽ quay trở lại sau khi mình đã hoàn thành xong cánh cửa lúa và cánh cửa bí ngô nha các bạn. Ok, rồi, mình sẽ đi đây. 1 hour later. Rồi ok các bạn ơi, mình đã xây dựng xong cánh cổng lúa và cánh cổng bí ngô rồi đây. Trời là trời, từ nãy giờ mình tốn gần 1 tiếng đồng hồ để mình đi kiếm mấy cái khối màu cam này nữa các bạn. Cái khối này tên là gì ta, để xem coi. Đá dịch chuyển, ok, đá dịch chuyển. Cái khối này là mình phải đi xuống dưới hầm, mấy cái hầm của mấy con quái vật á, mình kiếm cái viên ngọc màu tím, sau đó là mình mới chế tạo ra được. Thì thời luôn, từ nãy giờ mình chế được hai cánh cổng này thôi là tốn gần 50 phút của mình rồi đó, gần cả tiếng đồng hồ luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ đem cái đống này mình vô mình cất vào rương đi, để mai chúng ta cần thì chúng ta dùng. Ok, bỏ vào rương nè. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên thế giới bí ngô trước nha anh em, để coi liệu rằng là chúng ta có tạo thành công được cánh cổng bí ngô không nha. Ok, 1 2 3. Rồi ok, từ từ bây giờ mình nhớ là bên đó phải cần có sản các bạn ơi, cần có sản thì mới đào được. Bây giờ mình sẽ lấy cái sản nè. Mình còn sắt không ta, chế tạo cái sản nè, chế tạo mình một cái sản bằng sắt. Ok rồi, còn mấy cái đồ này mình nghĩ là mình sẽ để tạm ở nhà đi, chứ mình không đem theo đâu. Đem theo chi, đem theo rồi lỡ mà qua bên đó gặp quái vật hay con gì nó tấn công cái chết cái mất hết đồ nữa uổng lắm, cho nên mình sẽ để cái đống đồ này ở nhà, chỉ mang theo cái cây sản thôi. Mình sợ mất đồ lắm mấy bạn ơi. Ok, bỏ hết đống cương đồ cúp ở nhà hết. Rồi, mang theo cái sản thôi. Cái sản thôi là được rồi. Rồi, let's go. Đi thôi mấy bạn ơi. 1, 2, 3. Ok, và chúng ta đã đến được thế giới bí ngô rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó còn ảo hơn cả thế giới dưa hấu nữa bạn ạ. Ui, nhìn kìa. Xịn thật sự. Ui. Ok, để mình đào thử nha. Ui, rơi ra bí ngô nè. Bí ngô thiệt không đó, để ăn được không? Ăn được, trời xịn quá. Ok, đào đem về coi. Ui, xịn vậy ta. Ui, xịn thật sự bạn ơi. Vậy chúng ta sẽ có được thêm một cái cánh cổng bí ngô nữa để qua bên thế giới bí ngô rồi. Qua bên đây tha hồ mà đào bí ngô, trời. Sướng. Ok, rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ gọi là đào một ít bí ngô, sau đó đem về nhà. Rồi chúng ta sẽ qua bên cánh cổng lúa nha anh em. Ok, rồi đào thôi. Không chờ đợi gì nữa, đào thôi. Two hours later. Rồi ok, về đây thì sau khi mà đào hư luôn cây sản thì mình đã đào được rất là nhiều bí ngô ở đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ đem nó vào trong nhà mình cất và chúng ta sẽ tiếp tục qua bên thế giới lúa nha anh em. Đó, lời đóng bí ngô luôn, mai này cần bí ngô dưa hấu cứ qua đó lấy, không cần phải gọi là chờ đợi gì nữa đó, quá xịn luôn. Ok rồi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi qua bên thế giới lúa nè. Và nếu như những bạn nào muốn những tập sau mình sẽ làm thêm, ủa skin mình rồi. Mấy bạn nào mà muốn những tập sau mà mình làm thêm gọi là thế giới, gọi là thế giới kim cương, thế giới vàng, thì các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Mình không biết rằng là có chế tạo được cánh cổng đó hay không, nhưng mà mình sẽ thử. Rồi chế tạo được là khỏi cần phải đi đào vàng, đào kim cương làm gì nữa. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thế giới lúa thôi nha mấy bạn, để coi thế giới lúa liệu rằng nó có thật hay không nha. Ok, mình đến rồi, hồi hộp đây, không biết rằng là thế giới lúa nó sẽ trông như thế nào nè. Ok, bắt đầu thôi. Ok, và mình đã qua bên thế giới lúa rồi đấy các bạn ơi. Ôi, tính ra thế giới lúa nhìn cũng đẹp phết nha. Rồi để mình đào thử cục lúa coi. Hy vọng mà nó sẽ rơi ra lúa bạn ơi. Nếu có lúa chúng ta sẽ làm được bánh mì. Ủa gì đây? Sao lại rơi ra đất? What the hell? Ủa kì à? Lỗi à? Ủa what? Sao lại rơi ra đất kì vậy? Ủa, vậy là cánh cửa lúa là fail rồi hả? Vậy có nghĩa là cánh cửa lúa là đã không sử dụng được rồi. Trời, ông tác giả làm ăn sao để cho cánh cửa lúa mà lại đào ra được cục đất vậy? Mình nghĩ là cái thế giới này nó đang có một cái lỗi gì đó. Hay là mình phải sử dụng sản thì mình mới đào được lúa ta. Bây giờ mình sẽ về nhà mình lấy sản thử nha. Ok. 3 hours later. Rồi, mình đã mang theo cái sản rồi đây. Để xem coi liệu rằng nó có đào được lúa không nha. Để mình đi qua bên đây nè. Ok, đào. Ôi, được lúa nè. Ôi, xịn. Ok, mình đã đào được lúa nè. À, hóa ra là mình phải sử dụng gọi là sản thì mới đào được lúa. Ok. Rồi, đào xong một cây sản nữa thì mình cũng đã kiếm được được khoảng 1 2 3 4 5
5 stack lúa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chế thử coi nó có thành bánh mì được không nha. Ui, chế thành bánh mì được nè. Ui, chế được các bạn ơi. Đó, giờ chúng ta đã có được bánh mì để ăn rồi. Quá xịn luôn. Ôi ôi, tính ra là càng lúc mình càng thấy là cái thế giới vùng đất chết này nó có nhiều thứ hay nha. Nào là cổng làm bằng lúa nè, cổng làm bằng bí ngô, rồi cổng làm bằng dưa hấu. Không biết là có cổng làm bằng vàng, làm bằng kim cương không ta. Ê, vài bữa nữa làm cái cánh cổng làm bằng phân. Phải nồi thật. Ok, và mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để cho mình một like, share và nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và nếu những bạn nào mà muốn trong những tập sau mình sẽ làm thêm cổng kim cương, cổng vàng, cổng sắt, hoặc thậm chí là cổng bằng phân thì các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, và tạm biệt anh em nha. Yêu anh em phải nồi. Bye bye.